định cư nước ngoài để biết được những cái tấm lòng thương tân thương hái của người Việt lá lành đầm lá rách của anh chị. Thì nói bên Nam Châu Phường thì tụi em cũng có ít lòng nhiều thôi, vượt mấy ngàn cây số để ra ngoài Bắc để coi như là giúp đỡ bà con được bao nhiêu thị trường. Thì cũng như là em cũng gửi lời cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành ủng hộ. Hello Quấn Bình Dương xin kính chào cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước, có một buổi sáng thật là vui vẻ. Kính thưa quý anh chị, đoàn của chúng em thì gồm có khoảng 15 người. Thì hiện nay chúng em đang tiến thẳng về Lào Cai, Yên Bái. Anh chị, thì nói bên Nam Châu Phường thì tụi em cũng có ít lòng nhiều thôi, vượt mấy ngàn cây số để ra ngoài Bắc để coi như là giúp đỡ bà con được bao nhiêu thị trường. Thì trời ơi, một ổ quý vị ha. Đó, thì ra là cá mè một lứa. Tưởng sao cứ mang danh thì chính nghĩa đi bảo vệ cái đúng, bảo vệ cái này kia, thì ra là một ổ với nhau hết trơn, chơi với nhau hết trơn nè quý vị, thấy không? Đó, Quấn Bình Dương, Kim Ngân, rồi Đinh Hoàng Nhân rồi đó, đi chung một nồi đó, đi ra ngoài Bắc đó, đi từ thiện đó quý vị ha. Đó, thương người dữ ha. Đó, ok, đi từ thiện là tốt nha, nhưng mà cộng đồng mạng coi nha, coi tụi này nó có kêu gọi hay không nha. Đó, coi thứ tụi này nó có kêu gọi nhau nha, có kêu gọi là báo công an liền nha. Đó, ai mà chuyển khoản vô tài khoản của tụi nó là báo công an liền nha quý vị nha. Đó, chuyển khoản vô tài khoản cá nhân là báo công an liền nha quý vị. Đó, thì ra tôi cứ tưởng là lên là bảo vệ cái đúng, bảo vệ cái sai, hoặc là nói chính kiến của mình, ai ngờ qua dập của Hồng Loan te tua mấy ngày hôm nay thì ra là cá mè một lứa quý vị, thấy không? Đó, lên phân tích phân ơ đồ đó, bây giờ đi làm từ thiện đó quý vị không? Đó, bởi tôi nói quý vị, làm từ thiện nó có nhiều ý nghĩa lắm. Đó, ý nghĩa đầu tiên đó là xuất phát từ tâm, đó, vì cộng đồng. Đó, cái từ thiện thứ hai là gì? Làm màu phong bạc. Đó, phong bạc kiểu mà để mà tạo làm màu đó quý vị. Còn cái từ thiện thứ ba là để tẩy trắng. Để tẩy trắng nha, tẩy trắng là ví dụ như đang dính cái phốt gì, cái ô lật đật để làm từ thiện để mà này kia cái nọ đó. À, quý vị thấy cái bà mà Giáp Thị Sông Hương đó, cái bà Giáp Thị Sông Hương là chủ máy ấm Hoa Hồng đó quý vị. Đó, như một con quỷ đó. Đó, bây giờ chuẩn bị chờ án đó, cũng âm thầm chuyển vô 200 triệu đó, cái bà Giáp Thị Sông Hương máy ấm Hoa Hồng đó nha. Đó, cái này là cái kiểu từ thiện để mà tẩy gây ra cái gì tày trời, rồi bắt đầu lại đi làm từ thiện để lấy lại hình ảnh. Rồi quay trở lại câu chuyện cái đám rùi bu nè quý vị. Trời ơi, tôi cứ tưởng là tụi nó là mang danh chính nghĩa là đi bảo vệ cái đúng nha, mà bị sai lệch về nhận thức về này về kia, nhưng mà ai ngờ là người trong nhà hết trơn đó. Hèn gì lên thấy mấy cha mấy mẹ lên phân tích về con ruột con nuôi đồ ha. Tự nhiên bắt đầu là đang ở đâu có nhảy vô cái trend này đó. Trời ơi, bà Kim Ngân đồ lên, trời ơi, bắt đầu là lên là phân tích về con nuôi đồ, rồi ADN, rồi giấy xét nghiệm, rồi Đinh Hoàng Nhân đồ của nó, nhà tài sản thừa kế, rồi hãy chờ hãy đợi, rồi Hồng Loan là thế này thế kia. Ù, té ra là cá mè một lứa quý vị ơi. Hay à, cá mè một lứa. À, rồi hôm qua cái live show của Vũ Lưng ngày 15 tháng 9 hôm bữa, không biết có ai đi coi không à. Đó, vé 2 triệu rưỡi có hết chưa à. Đó, thấy tụi nó bơm lên hết vé sớm quá. Quý vị coi thử có ai coi không nha. Bữa đó có ai đi không, chụp hình lại coi, anh em lên coi thử cái live show bữa đó sao nha. Đó, chứ tôi với nó cũng bão lũ quá trời rồi, tình hình miền Bắc nó khủng khiếp quá, đau thương quá, là tôi cũng quên nha. Bữa nay tự nhiên lướt coi thấy cái video này, trời đất ơi. Bây giờ là rõ rồi đó nha quý vị, chung với nhau hết một đùm hết trơn, chung với nhau một đùm hết trơn nha. Cứ bây giờ là lên công kích Hồng Loan nữa quý vị, lên công kích Hồng Loan là hát dở Thám Tử Cao rồi đó, hát dở rồi Hồng Loan hát nhép rồi này kia cái nọ. Ô, vậy mà cũng đi hát rồi hả, người ta nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng rồi này kia cái nọ. Ồ, té ra là vì tụi nó bên nhau, ở cùng phe với nhau, một ruột với nhau hết, thân thiết, ăn chung ngủ chung hết trơn.
ha. Rồi nhắc lại cho tụi bay nhớ nè, Hồng Loan đâu phải là ca sĩ. Hồng Loan nó hát dở là chuyện bình thường. À, bữa giờ thấy 3-4 kênh lên tấn công nói Hồng Loan hát dở, vậy mà cũng đi hát. Ủa, người ta thích Hồng Loan người ta mời nó đi được không? Nó hát dở người ta vẫn mời, người ta thích, đúng không? À, còn đỡ hơn ai kia, nghệ sĩ ưu tú mà dăng băng rôn lên người ta bắt tháo xuống, người ta hủy show, người ta không muốn nghe hát, đúng không? Và Hồng Loan nó cũng nó nói thẳng rồi, Hồng Loan nó đâu có giấu gì đâu, nó hát nhiếp. Hồng Loan nói Hồng Loan không phải là ca sĩ. À, Hồng Loan chỉ là người tay ngang thôi, được cô chú anh chị yêu quý á, thì nó vô nó hát, nhưng mà cái khúc đó nó cao quá, nó sẽ hát không nổi, cho nên nó có dùng cái đoạn bè, bè là có tiếng bè thì nó hát đè lên nó mới hát nổi. Còn nó đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp, nó đâu phải là người được đào tạo bài bản, nó đâu có học trường lớp như mấy cha mấy má đâu, tự nhiên lên chửi Hồng Loan vô cớ. Rồi, sắp tới nha quý vị, sắp tới có một mạnh thường quân họ đem Thúy Nga qua bên Beribenai luôn. Họ đưa một sự kiện lớn luôn, hát luôn cho tụi nó tức. Kệ nó hát dở vậy đó, nhưng mà được người yêu thương, đó, được mọi người yêu thương. Cái mà người ta muốn nghe ở đây, cái người ta muốn cảm nhận ở đây là cái sự thật, cái chính nghĩa, đó, cái sự chân thực ở trong cuộc sống. Chứ không phải cái sự lừa lọc mà phản thầy, phản bạn, phản anh, phản em, lật mặt tráo trở. Ha. Đó, đè đầu người này kia xuống, đạp đầu người kia xuống, đó, ăn gian nói dối, gọi là ăn không nói có. Đó, mà bắt đầu là khi mà người ta đã ghét rồi, phản bội khán giả rồi, bắt đầu là người ta sẽ không thích nghe nữa. Mặc dù mày hát hay đó nhưng mà người ta không muốn nghe thì sao? Đó, họ kêu tháo băng rôn xuống nó làm sao? Đúng không? Đó, rồi lừa dối khán giả nữa. Đó, BD bóng gió mà quen với mà đội có vợ. Đó, cái nó là bóng giả trai đó, bóng giả trai là cưa hai nấu dầu đó quý vị. Nghe chưa? Đó, thà bóng mà nó bóng mẹ đi mà đặt có vợ là người ta xuống chết xuống phủ là cưa hai nấu dầu nha. Đó, để coi thử diễn được bao nhiêu. Đó, để coi thử gồng được bao lâu. Đó, thì ra là có một cái đám kia nó vô nó ung tung hô nó ủng hộ. Ôi dài giá, thế ra là cùng một ruột hết trơn à, cùng phe hết trơn à. Đó, chắc cũng liếm láp trong đó rồi, có gì liếm láp rồi mới ra bảo vệ bất chấp nha. À, quý vị biết rồi, hoa hậu Lê Lê nó có tiền mà. À, nó bỏ tiền ra nó hại chị Ni còn được, mà ủng hộ gì mà nó bỏ mấy cục xương ra nó quăng cho đội tụi này thôi là nó táp thôi. Ô thôi rồi, cứ tưởng là nhân danh này nhân danh kia, ai ngờ cũng vậy thôi ha. À, chắc cũng có liếm có ăn gì trong đó rồi mới lên mới bảo vệ bất chấp vậy chứ. Cái câu chuyện họ con của người ta, họ thừa kế cái tài sản cha họ để lại, cũng nhảy vô binh ha, cũng nhảy vô này kia kia nọ, cũng nhảy vô đòi xét nghiệm ADN, mà trong khi họ con nuôi họ vẫn có quyền, họ không cần là con ruột mà bà đặt đi xét nghiệm ADN. Đó, họ là con nuôi hợp pháp, họ vẫn có quyền, họ thừa kế tất cả những gì cha nuôi để lại, họ có tên trong sổ hộ khẩu đàng hoàng. Võ Thị Hồng Loan, con của ông Võ Văn Ngoan, có trong sổ hộ khẩu chành banh vậy mà còn suốt ngày cứ ADN xét nghiệm ADN, tôi nghe nhức đầu tụi bay quá đi trời ơi. Đó, còn hàng gì bữa hôm mà con hoa hậu Le Le nó chế lời quốc ca đó. Đó, thám tử cao rồi mấy đứa này nè, đó nhảy lên binh nữa chứ quý vị. Lên binh nó chế vậy có chế gì đâu, đâu ảnh hưởng gì đâu. Trời ơi, một cái bài quốc ca, cái linh hồn của dân tộc mày đem ra mày chế bậy chế bạ, mày hát mày xàm sở, mày hát mày làm rất là nhăn cụi, làm nó dị hợm trên đó. Đó, cả nước người ta phản ứng mà chỉ có mấy đứa bay, mấy đứa kia lên là binh thôi. Thám tử cao binh nhiệt tình mà. Đó, rồi tổ quốc ghi công rồi nó cũng binh nữa, nó nói đâu ảnh hưởng gì đâu. À, thử nhà tụi bay có cha có mẹ có chú là liệt sĩ đi. Đó, đổ bao nhiêu xương máu xuống. Đó, tụi bay thấy tụi bay có điên không, đúng không? Đó, vậy mà tụi bay lên tụi bay cũng binh được thì thôi, tao thua, tao hết đường rồi. Đó, cứ nghĩ là tụi này á là nó đi ngược lại cái dư luận để nó câu view câu like. Đó, hoặc là nó nhìn nhận sai về thực tế, nhìn nhận sai về cái chính kiến. Đó, ai về bữa nay lòi ra là ở chung nhau trơn, cùng phe trơn. Đó, bây giờ đi thấy không, thân thiết lắm, một đùm hết trơn đó.
con hoa hậu le le nó vừa chuyển 500 triệu vô trong đó là bắt đầu là nó vừa chuyển như 500 triệu vô trong đó là bắt đầu là nó chụp cái màn hình cái bill chuyển tiền á, nó quăng cho Thám Tử Cao, quăng cho Hướng Bình Dương rồi Kim Ngân đồ liền. Tụi bay lên bài đi, lên bài cho chị đi. Đó, chị mới ủng hộ 500 triệu bắt đầu tung hô lên. Đó, thấy chưa? Thấy chị Phương Lê ủng hộ 500 triệu không? Đó, trong khi Đại Nam đó quý vị, Đại Nam bà Hằng á, bà Hằng bà ủng hộ 5 tỷ đó mà cái tụi kia nó vẫn còn chửi. À, bên đây ủng hộ 500 triệu mà tung hô đồ các kiểu, tôi thấy nhức đầu quá, hại não quá quý vị ơi. Thôi quý vị bây giờ nhìn là rõ rồi ha. Đó, những người nào mà theo dõi drama từ đầu thì hiểu câu chuyện rồi. Đó, cho nên kênh YouTube của chúng ta phải chọn lọc nha, chọn lọc để mà chúng ta theo dõi nhiều kênh lắm. Bây giờ kênh YouTube thì hàng hà sa số. À, những cái kênh mà nói lên vấn đề của xã hội, đưa ra chính kiến cá nhân theo một cách công bằng công tâm. Cũng có những kênh thì được quăng bánh mì cho gặm, đưa cho vài cục xương thì gặm bắt đầu là ăn không nói có, nó chữ O thì nói thành chữ E. Bắt đầu là có bánh mì gặm rồi bắt đầu là lên binh bất chấp luôn. Họ chế là quốc ca vậy cũng binh. Đó, rồi hả, cái gì con họ thừa kế tài sản của cha cũng nhảy vô sâu xé, cũng nhảy vô là đòi xét nghiệm rồi bắt đầu là trù dập con người ta, chửi con người ta. Đó, nói là ông con nuôi con đồ, mai mốt không ai dám nhận con nuôi nữa, con nuôi mà muốn cướp hết tài sản của người ta. Con nuôi là con họ thừa kế của cha, cha họ mất họ để lại cho con là chuyện bình thường. Cũng vậy mà cũng nhảy lên nói được. Ê, con nuôi mà vô đòi cướp hết của người ta rồi hả, vậy mai mốt ai dám nhận con nuôi nữa. Trời, nó đưa ra những cái gọi là cái lý lẽ, đưa ra những cái giả thuyết mà thiệt tình á, không hiểu nổi cái đầu tụi nó trong cái gì đó, đậu hũ cái gì vậy quý vị, đúng không? À, đặt trường hợp như ông Vũ Linh ổng nằm xuống đi. Như ông Vũ Linh ổng nằm xuống mà ổng bệnh ổng nằm liệt chỗ mà ổng không có đồng bạc nữa, ổng không có nhà cửa gì, tứ cố vô thân, ổng không có tiền để lại. Đó, vô đó dành. Đó, hay là lúc đó mày con nuôi mày phải có trách nhiệm, mày là con mà. Mày phải lo cho cha mày đi chứ. Rồi con khi nào con không có rồi mới tới lượt cháu rồi em rồi này kia. Con là hàng thứ nhất mà, đúng không? À, con này để lại cái nhà cái đất cái bắt đầu bấy vô dành. Vậy mà cái tụi kia nó cũng binh bất chấp. Trời ơi, tao hết đường nói tụi bay. Thôi bên này lòi mặt chuột hết trơn rồi ha. Đó, đi chung với nhau ca me một lứa. Rồi ok, cuối video clip thì Sơn Sàm xin gửi đến tất cả quý vị những sản phẩm sức khỏe và làm đẹp bên gia đình Sơn Sàm nha, hàng Nhật Bản, xin mời cô chú anh chị xem qua, xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều đó, gan nhiễm độc, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B, và nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á là gì, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây. Đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi, thì một hộp này là 300 viên. Đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên thì mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn. Đó, cái này là lá tí tô không à, 100% lá tí tô quý vị. Đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn. 750.000, dạ dày cô qua này 750.000 nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là gì? Đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được.
đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn láng mịn nè, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên, hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2.150.000, 2.150.000 nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mà mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2.6 triệu, 2.6 triệu nha quý vị. Đó, 2.6 triệu. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè, rồi phế hư nè, rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó, cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2.850.000, 2.850.000 nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. À, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó, những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó, thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6 trong 1 nha, hộp này 300 viên luôn. Đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi 3.750.000, 3.750.000 nha. À, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn. Hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não, à, cái này ai cũng bị nha. Đứng lên đầu óc mình nó quay vòng vòng đó, hoa mắt, chóng mặt, đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái gì hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não, đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3.500.000. 3.500.000 nha, 300 viên. Rồi, tiếp theo là gì? GABA hỗ trợ giấc ngủ. Nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm à, thì đây cái này là thảo mộc, thảo dược của Nhật Bản đây. Viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng 1.750.000, 1.750.000. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Một liệu trình là 3 hộp. Hỗ trợ về canxi, tăng chiều cao. Đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây. Cái này là 1.750.000, 1.750.000 nha. Đó, rồi Natto Kinase. Đây, cái này là siêu phẩm nè, siêu phẩm nè. Đó, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha. Mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên, à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3.850.000, 3.850.000. Natto Kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3.850.000. Rồi còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bứt rứt khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó, thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó, nó làm mát gan nè, đó, da dẻ hồng hào nè, đó, cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1.150.000, 1.150.000. Rồi tiếp theo là cái miếng giang chân nè, đó, miếng giang chân thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước, nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán hai cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị. Đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi 950.000, 950.000, 950.000 đồng. Đó, rồi và tiếp tục là cái nano trị gút. À, gút này, nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó. Đó, thì cái này là nano anserin trị gút này, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. Đó, rất là tốt.
mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%. Cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bên Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.